Anh Hiền dù là một tài xế xe đầu kéo đã lâu năm, nhưng cũng không tránh khỏi những lần vì ngủ gật mà suýt để xảy ra va chạm khi lái xe trên đường. Trong quá trình lái xe, có một lần tôi điều khiển xe vào cái khung giờ 11-12 giờ đêm trên đường cao tốc. Thì lúc đấy có cái cảm giác là một cái xe đi ngược chiều, họ dương pha làm cho tôi cảm giác bị giật mình. Thế là ngay lập tức lúc đó tôi phải tìm điểm đỗ xe an toàn và dừng xe lại. Sau đó thì xuống tập thể dục qua và có một dùng trà để tránh cơn buồn ngủ. Không khó để bắt gặp những vụ tai nạn giao thông tại nước ta ngay từ những tháng đầu năm 2023 mà nguyên nhân là do tài xế ngủ gật hay mệt mỏi gây ra khi tham gia giao thông. Đa phần các vụ tai nạn này diễn ra vào tối hoặc là đêm muộn, đặc biệt là khung giờ từ 0 đến 6 giờ sáng. Đây là thời điểm mà người lái xe có thể trạng không ổn định. Đây cũng là vấn nạn không chỉ ở tại Việt Nam. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ NHTSA ước tính rằng mỗi năm có khoảng 100.000 vụ va chạm do lái xe buồn ngủ dẫn đến gần 800 trường hợp tử vong và khoảng 50.000 người bị thương. Tài xế cũng có nguy cơ gặp tai nạn xe hơi cao gấp 3 lần nếu trong tình trạng mệt mỏi. Người lái xe thậm chí có thể không biết khi nào mình mệt mỏi vì các dấu hiệu thường bị bỏ qua hoặc là khó nhận biết. Nhằm bảo đảm sức khỏe của tài xế ô tô cũng như sự an toàn của người tham gia giao thông trên mỗi hành trình, Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã đặt ra giới hạn thời gian làm việc đối với mỗi lái xe, không được quá 10 giờ trong một ngày và không được lái xe liên tục quá 4 giờ. Thường thường một ca làm việc của chúng tôi là buổi sáng thì từ 6 đến 7 giờ sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi sẽ lái xe đến giờ nghỉ ăn cơm trưa khoảng 11 giờ, 11 rưỡi. Thì sau thời gian một tiếng rưỡi nghỉ ngơi thì chúng tôi lại tiếp tục ca làm việc buổi chiều. Có hôm thì phải đi cả buổi tối nữa. Cũng giống như anh Hiền, anh Thắng là một tài xế đã có trên 10 năm kinh nghiệm lái xe đường dài, đi đến khắp các tỉnh thành trên cả nước. Anh Thắng cùng với bạn bè, thậm chí còn có cả một hội nhóm riêng để chia sẻ các kỹ năng lái xe an toàn trên từng cung đường khó và đặc biệt là tự chăm sóc sức khỏe của mình trước mỗi ca làm việc. Chào anh Thắng. Chào em. Hôm nay rất vui là được tham gia một như là một ngày làm việc của anh Thắng đúng không ạ? Đúng rồi. Anh Thắng đã làm cái công việc lái xe này được khoảng bao lâu rồi ạ? Anh chạy xe được hơn chục năm rồi. 10 năm, được. Qua thời gian khá là dài đúng không ạ? Mình thường đi những cái cung đường như thế nào anh ạ? Anh thì thường là hay đi Tây Bắc và các tỉnh trong cả nước, các tỉnh thành. Tức là các tỉnh thành luôn? Đúng rồi. Từ Bắc vào Nam luôn? Đúng rồi. Sau mỗi ca làm việc hoặc là định kỳ anh có thường đi khám sức khỏe không? Anh thì cứ 6 tháng đi khám sức khỏe một lần. Để đảm bảo những cái sức khỏe tốt nhất để khi mình chạy xe trên đường. Bởi vì nghề lái xe nó có rất nhiều thứ mà ảnh hưởng đến mình. Nhất là cái bệnh đau lưng, mỏi chân tay. Đấy là cái thường xuyên là mình phải đi kiểm tra. Vậy thì không biết là đồng nghiệp hay là bạn bè của mình, anh thấy họ có quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe khi mà lái xe đường dài? Thực ra cái sức khỏe thì anh em cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để làm sao đảm bảo sức khỏe tốt nhất. Thì các bạn bè với cả đồng nghiệp của anh thì cũng lên một cái hội nhóm là để chia sẻ về cái đi đường cung đường dài cũng như là cái sức khỏe, đảm bảo cái sức khỏe cho đồng nghiệp và cho tất cả mọi người. Và để tìm hiểu kỹ hơn về các bệnh lý dễ mắc phải cũng như là những kiến thức chuẩn y khoa để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, các bác tài hãy cùng lắng nghe những tư vấn bổ ích sau đây từ vị bác sĩ của chương trình. Chúng ta thấy là một số các cái bệnh nổi trội ở lái xe mà có nguy cơ cao là thế này. Cái điểm thứ nhất là vấn đề về suy nhược về thần kinh. Cái điểm thứ hai là vấn đề về thừa cân béo phì. Rồi những cái bệnh khác, ví dụ như chúng ta thấy là các bệnh về dạ dày chẳng hạn. Một số các bệnh khá là đặc thù, ví dụ như bệnh trĩ chẳng hạn. Chúng ta thấy là khi ngồi ấy, chạy với cái áp lực cơ thể dồn như vậy và không thay đổi tư thế. Rồi ngoài ra chúng ta thấy là các vấn đề về cơ xương khớp của lái xe. Cái việc quan trọng nhất là chúng ta đảm bảo về giấc ngủ. Thế thì cái giấc ngủ như thế nào thì đủ thì chúng ta cố gắng là cái giấc ngủ trước khi một cái chặng đường dài tối thiểu là chúng ta nên đạt được 6 giờ. Đấy. Còn nếu chúng ta đạt đến 7 tiếng hoặc là 8 tiếng thì quá tốt, nhưng mà ít nhất chúng ta phải đạt được đến 6 giờ. Và các cái thành phần nào trong bữa ăn thì là quan trọng. Thì thông thường đối với nghề nghiệp lái xe ấy, có hai thành phần rất là quan trọng là carbohydrate tức là tinh bột và cái thứ hai là protein tức là chất đạm là những yếu tố quan trọng.
Một số vitamin chúng ta cần phải lưu ý trong bữa ăn của chúng ta, ví dụ như vitamin B1, vitamin B12, magie và sắt. Đấy là những cái yếu tố, tất nhiên là vi khoáng thì vi khoáng nào cũng đều quan trọng đối với cả sức khỏe cả. Nhưng có 4 cái điểm đấy thì thông thường người ta sẽ khuyến nghị đối với lái xe thì nên có đầy đủ. Chúng ta có thể sử dụng một số loại nước để tạo ra sự tỉnh táo. Ví dụ như thông thường lái xe thì hay dùng cà phê hoặc là những một số các loại nước, ví dụ như là nước tăng lực chẳng hạn. Khi giờ uống ấy thì nên vào lúc 10 giờ sáng và khoảng 2 đến 3 giờ chiều. Đấy là những cái giờ mà khi mà hormone cortisol xuống, thì lúc đấy mà nếu chúng ta sử dụng caffeine có thể nó đem lại những cái lợi ích trong những vấn đề về chúng ta có cái cảm xúc tốt hơn, cũng như là chúng ta tránh kéo được cái cortisol lên và vì vậy chúng ta tăng được cái sự tỉnh táo. Đó là đối với các bác tài lái xe đường dài là công việc thường ngày của họ. Vậy còn đối với những người dùng thông thường thì sao? Trước những nguy cơ xảy ra tai nạn trên đường do thiếu tập trung, hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái đã được ra đời nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách. Như chiếc xe mà tôi đang cầm lái ở đây thì được trang bị một gói an toàn được thiết kế riêng có tên là Smart Sense, bao gồm những hệ thống như là hệ thống hỗ trợ giữ làn hay là hệ thống giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, giúp cho xe có thể tránh khỏi được những cái va chạm khi gặp những cái mối đe dọa tiềm ẩn, đặc biệt là khi tài xế mất tập trung hay là bất cẩn. Smart Sense là một hệ thống phức tạp khi sử dụng hàng loạt các công nghệ tiên tiến từ các cảm biến của hệ truyền động, ghi nhận các tham số di chuyển, hệ thống radar siêu âm quét liên tục cho đến hệ thống camera ghi nhận hình ảnh. Các luồng dữ liệu được truyền về hệ thống xử lý trung tâm để phân tích và đưa ra các biện pháp can thiệp khi cần. Ở các phiên bản nâng cấp về sau, hệ thống xử lý trung tâm được trang bị AI giúp tăng tốc và đưa ra xử lý kịp thời phù hợp với hoàn cảnh hơn. Theo nghiên cứu của Consumer Report vào năm 2020 và 2022, Smart Sense tiếp tục nằm trong top các hệ thống an toàn chủ động được đánh giá tốt nhất trên thế giới. Các gói công nghệ an toàn thông minh trên các mẫu xe ngày nay không còn là điều hiếm gặp ngay cả ở những mẫu xe phổ thông. Bên cạnh Hyundai Smart Sense, còn có thể kể đến như Toyota Safety Sense, Honda Sensing hay Mazda với iActive Sense. Tham gia giao thông với cự ly di chuyển dài thì vẫn luôn tiềm ẩn rất nhiều những hiểm nguy, đặc biệt là trong tình trạng mệt mỏi hay là căng thẳng. Bởi vậy mà bên cạnh sự hỗ trợ, can thiệp của những công nghệ an toàn thì một điều quan trọng khác là các bác tài cần nâng cao được kỹ năng lái xe trong nhiều điều kiện khác nhau như là trời tối, sương mù hay là đường đèo dốc. Và một điều cuối cùng đó là hãy luôn giữ cho mình một thể trạng tốt nhất trước mỗi chuyến hành trình dài. Đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong buổi sáng cuối tuần này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào 8:50 sáng chủ nhật hàng tuần trên VTV1.